children, how are you today? Xin chào các em học sinh, hôm nay các em có khỏe không? This is class 401. Đây là tiết học dành cho học sinh lớp 1. I'm very happy to be with you in our class today. Cô rất là vui mừng được đồng hành với tất cả các em học sinh trong tiết học hôm nay. And now, are you ready? Và bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Let's start. Chúng ta cùng bắt đầu tiết học các em nhé. Our lesson today is review phonics. Tiết học hôm nay của chúng ta là tiết ôn tập. Cô và các em cùng ôn lại cách phát âm của những từ mà chúng ta đã được học trong những tiết học trước các em nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là mình sẽ ôn tập những từ gì nào các em nhé. Now, look at the picture, listen and repeat. Nào, các em hãy nhìn vào tranh, lắng nghe và cùng lặp lại các em nhé. Listen and repeat. A. A. At. Nào, các em cùng đọc lại theo cô. A. A. Ant. B. B. Boy. B. B. Boy. K, k, cap. D, door. D, d, door. E, e, elephant. E, e, elephant. G, g, girl. Hop. Hop. Now, let's listen ABC song. Bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát ABC song các em nhé. Do the exercise. Bây giờ là đến phần bài tập. Look, write the missing letter.
Các em hãy nhìn vào tranh và viết chữ cái còn thiếu vào trong chỗ trống. What's this? Đây là con gì các em? It's an ant. Very good. Đó là con kiến. And what is the missing letter? Và chữ cái còn thiếu sẽ là chữ gì các em? Letter A. Đúng rồi. Chữ còn thiếu sẽ là chữ A. Và các em viết chữ A vào trong chỗ trống. Letter A make the sound A. À, chữ cái A sẽ tạo ra cái âm là A. Cho nên các em đọc theo cô nha. A. Ant. A. Ant. Very good. Now, what is the next picture? And the next picture is a cup. Và cái bức tranh kế tiếp là cái nón. And what is the missing letter? Và chữ cái còn thiếu ở đây là chữ gì các em biết không? That's right. Letter C. Đúng rồi, đó là chữ cái C. Các em biết không? Letter C made the sound K. Chữ cái C sẽ tạo ra âm K. Và các em đọc theo cô nha. K. Cup. K. Cup. Very good. And what is the next picture? The next picture is foot. And what is the missing letter? Và chữ cái còn thiếu của mình sẽ là chữ gì các em? Letter F. Very good. Letter F. À, đó là chữ cái F và chúng ta sẽ viết chữ F vào trong chỗ trống. Letter F make the sound F. À, chữ cái F sẽ tạo ra âm F. À, các em đọc theo cô nhé. F. Foot. F. Foot. Good job. And the next picture is. Look at the picture. Tell me what is the missing letter. À, các em hãy nhìn vào tranh và cho cô biết chữ cái còn thiếu là chữ gì các em. Very good. That is letter H. Đó là chữ cái H. Và các em sẽ viết chữ H vào trong chỗ trống. Letter H made the sound H. Chữ cái H sẽ tạo ra cái âm là H. Và các em đọc theo cô nha. H. Hop. H. Hop. Picture is a boy. Hình tiếp theo của chúng ta là một bạn trai. And what is the missing letter? Và chữ cái còn thiếu ở đây là chữ gì các em? Very good. Letter B. Chữ cái còn thiếu của chúng ta là chữ B. And the letter B made the sound B. Và chữ cái B sẽ tạo ra âm B. Các em đọc theo cô. B. Boy. B. Boy. It's time to say goodbye. See you again. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Cô mến chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau các em nhé.